học Nguyễn Trung Trinh, người quê hương trong mong đồng này. Chủ tiểu học Nguyễn Trung Trinh, ươm bao con xây dựng đất nước. Dạy cho trường Nguyễn Trung Trinh, dạy ta học tốt hôm nay. Để một ngày mai Việt Nam sáng chói như anh hùng quân ca. Việt Nam mong chờ đây, hồng sinh tương lai của vua. Thầy dạy đặt quyến trúc trưng, mong người luôn ngày còn công trinh. Nhật tàu lửa cháy ngang trời, quỷ thần sợ gốc kiên giang. Diệt thù địch xâm lăng, những chiến công muôn đời còn vang. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần vào công học tập của các cháu. Chủ tiểu học Nguyễn Trung Trinh, nơi quê hương trong mong đồng này. Chủ tiểu học Nguyễn Trung Trinh, thương mong con xây dựng đất nước. Để cho trường Nguyễn Trung Trinh dạy ta học tốt hôm nay. Để một ngày mai Việt Nam sáng chói như anh hùng quân ca. Việt Nam mong chờ nơi đây, hồng sinh tương lai tổ quốc. Người bác quyên dạy năm xưa, hồng trâm đi viết đất nhà. Thầy lên tay đứng bên con, nói quê xưa người linh hùng anh. Thầy dạy đặt quyên trúc trưng, mong người hoa người thần công trinh. Nhật tàu lửa cháy ngang trời, quỷ thần sợ gốc kiên giang. Diệt thù địch xâm lăng, những chiến công muôn đời còn vang. Việt Nam mong chờ nơi đây, hậu sinh tương lai tổ quốc. Người bác quyên dạy năm xưa, học trò kiên thiết nước nhà. Cảm ơn các em, để chúng ta cho một tràng phát tay thật lớn.